Ok nha, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh YouTube của em. Em Hiệu đến từ Lào Cai, chuyên kinh doanh thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng của Trung Quốc các bác nha. Thì tiếp nối cái chuỗi series về cái bộ sân cây, thì hôm nay em Hiệu sẽ lại lên sóng cho các bác một mẫu sân cây cực kỳ gọi là mới các bác nha, cực kỳ mới, và giá trị của bộ sân cây này thì cực kỳ gọi là mềm luôn. Ok các bác, bác nào mà có nhu cầu về sửa chữa, xây mới thì các bác xem được cái video này thì hãy cứ liên hệ với em Hiệu nha. Số điện thoại của em Hiệu để phần mô tả bên dưới các bác nha. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ vào bộ sân cây để xem là nó mới như thế nào, nó có cái gì mới và nó có những ưu điểm như thế nào nha các bác nha. Ok, đây bộ sân cây của chúng ta ở đây, đây được đóng gói như này các bác nha. Đấy, đẹp luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đập hộp, sẽ cùng khui hộp cái sản phẩm này ra để xem là nó mới ở cái gì các bác nha. Đó, tí thì bộ sân cây này thì em cũng sẽ bày mẫu lên luôn cửa hàng, em sẽ bày mẫu lên luôn này. Ok rồi, chúng ta sẽ bỏ từng món một ra đây để cho các bác xem, sau đó là em Hiệu cũng sẽ phải bày cái bộ này lên cửa hàng đấy. Đây là bộ sân cây gì mà lại lại là bộ sân cây mẫu mới hay hay hết các bác ạ. Nice, quá hoành tráng luôn, đèn lên ten đây em, nó đây nhìn khủng như các bác. Ok, từ từ đã nhá, chúng ta sẽ khui hộp, cứ bình tĩnh. Rồi xong rồi đó là em Hiệu sẽ trực tiếp gọi là review cho các bác xem. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Hiệu. Lát nữa em Hiệu cũng sẽ bày cái bộ này lên cửa hàng. Đây, bộ này như thế này cơ mà. Ui dồi ôi. Wow, quá đẹp luôn. Thật sự là đây là bộ mà em Hiệu đập hộp ra thì là cũng mới toanh luôn. Mới toanh, em Hiệu có thể đã em Hiệu tiếp xúc. Ui ôi các bác ơi, em thề với các bác. Ui xa. Còn nay em các bác mà yêu em này thì thật sự nó khác bỏ thật, khác bỏ về chất lượng. Quá đẹp luôn. Đây là những cái món nha, những cái phụ kiện không thể thiếu được. Những phụ kiện thì nói chung là có thể thiếu được, nhưng mà nó sẽ làm mất cái nghĩa là cái nét đẹp của cái bộ sân cây đi. Nó đẹp lắm các bạn, bộ này ok quá. Này, phê luôn, thích luôn, yêu luôn, yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên. Cái này thì tí nữa em vẫn phải bày lên một bộ, mà em bóc hết ra xong rồi là tí nữa em sẽ bày lên một bộ. Đẹp, nói chung là chưa gì mình đã cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó rồi, vẻ đẹp và còn cái chất lượng cơ. Đây để em sẽ nói cho các bác qua một chút, bây giờ em phải bỏ hết ra. Sắn cây thì nó có nhiều loại. Nói chung là các bác thì để mà các bác tìm hiểu và sử dụng ấy, thì nó có nhiều loại lắm. Quan trọng là nó, quan trọng là các bác mua được cái hàng chuẩn và nó phù hợp với cả túi tiền của các bác. Đấy, ok nhá. Thế thì đầu tiên là chúng ta là vào cái thằng củ này các bác này, thằng em củ này. Thì sản phẩm này ấy, nó là hàng Joico các bác nhá. Joico, báo cáo các bác là gì? Joico là cái thương hiệu mà đã được đăng ký độc quyền của bên em Hiệu tại Việt Nam các bác nhá. Đấy, nó sử dụng công nghệ của Thái Lan và được sản xuất tại Trung Quốc. Rõ ràng nguồn gốc xuất xứ cho các bác luôn. Các bác yên tâm các bác sử dụng. Hàng này thì là báo cáo các bác, nó là bộ này nó gọi là bộ inox lạch nhá. Bộ này nó là bộ inox bóng. Chất liệu của nó là inox các bác nhá. Chất liệu của nó là inox. Inox thì các bác biết ở đấy cái độ bền của nó rất là cao. Thứ nhất em nói về cái độ bền. Đấy. Cái thứ hai nữa, cái quan trọng nhất là cái thằng ốc này. Ốc thằng này. Ốc này. Ốc này, ốc này nó to này các bác này, các bác có thể là so sánh với cả các củ khác. Ốc của con này nó rất to, các bác nhìn này, nó phình ra nó rất là to. Có nghĩa là như nào? Khi mà nước mà thoát qua đây này, khi mà nước thoát qua đây này thì nó sẽ rất là khỏe, nó xả ra nó khỏe hơn. Đấy. Đấy. Con này nha, con này là
Con này là bộ, này là bộ lệch các bác nha. Hôm nọ em cũng giới thiệu với một cái bộ cân rồi đấy. Thế thì bộ này nó là bộ lệch. Bộ này thì cái nhìn nó sẽ sang trọng hơn, nhìn nó sẽ hầm hố hơn so với cả cái bộ inox cân mà hôm nọ em đã giới thiệu rồi nha các bác nha. Đấy, tí nữa thì em sẽ lên lên hình, em sẽ lên tường cái bộ này sát với cả bộ cân đấy để tí cho các bác so sánh. Cái này của nó thì ăn nhau là hơn nhau ở cái mẫu mã của nó. Nhìn nó to hơn, nhìn nó hầm hố hơn và nhìn nó gọi là bề thế hơn, sang trọng hơn các bác nhá. Đó. Bộ này thì nó được sử dụng là chất liệu là inox 304 chuẩn nha các bác nhá. Hàng này là hàng inox 304 chuẩn. Con này nếu mà không phải hàng các bác có thể là em giao hàng đến các bác có thể test hàng thoải mái các bác nhá, test thoải mái luôn. Con này không phải inox chuẩn nhá. Các bác cứ giả lại cho em hiệu có thể là thậm chí em hiệu tặng luôn các bác bộ này. Ok chưa? Con này thì nhìn nó cũng khá là lạ mắt. Con này khá là lạ mắt, nhìn khá là lạ mắt. Lạ mắt và cân đối. Đây bên này thì mở nước này và điều chỉnh nóng lạnh ở bên này. Được chưa? Mở nước và điều chỉnh nóng lạnh ở bên này. Còn bên này là điều chỉnh các chức năng. Điều chỉnh các chức năng, bát to bát nhỏ và vòi xuống. Được chưa? Thằng này thì có thêm một cái vòi xuống nữa. Và vòi của nó thì có thể là xoay tròn được. Được chưa? Ok chưa? Đó. Nhìn bộ này thì nhìn nó như nào nhỉ? Nhìn nó gọi là hầm hố hơn này. Nhìn nó to hơn, nhìn nó hầm hố hơn, nhìn nó gọi bề thế hơn. Nhìn nó không gọi là nhìn nó chắc chắn, nhìn nó đấy và cầm của nó rất là sướng tay này, cầm lặng sướng tay. Đó, hàng này thì bao nước các bác luôn, là hàng khỏe luôn. Lỗ của nó rất to này. Đấy. Đấy. Lỗ của nó rất to luôn. Con này nó là inox bóng nha, chứ không phải là hàng mạ đâu các bác nhá. Như cả ở video trước em giới thiệu đấy. Nhưng mà con này này ăn nhau ở cái thằng củ này. Quan trọng là cái ốc sen và cái củ này này. Đấy. Lỗ của nó thoát ra lỗ rất là to này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đấy. Nhìn rất sáng và đẹp luôn. Cầm chắc tay rất sướng luôn. Đấy, thằng củ này là thằng quan trọng nhất. Nhưng mà thằng củ này thì thứ nhất là áp được nước khỏe ở thằng này này. Cái thứ hai nữa là nhìn nó bề thế hơn, nhìn nó sang trọng hơn, nhìn nó chất lượng hơn này. Đấy. Nhìn nó, ông nào to to béo béo nhìn nó cũng là chất lượng hơn. Đây này, bắt đầu đi thêm vào cái bát này này. Cái bát này nó mới là bát chất lượng này. Ui giời. Bát này ấy, thì nó là bát sử dụng inox, chất liệu inox 100% nhá. Mà nó đúc dày như này cơ mà. Hàng này nó là hàng đúc các bác nhá. Này. Nó đúc dày như thế này cơ mà các bác này. Nó chất lượng lắm, cầm nó nặng lắm. Nó không phải như kiểu là hàng nhựa đâu. Nó không phải như kiểu hàng nhựa đâu. Con này thì nó nói chung là về cái độ bền của nó thì siêu bền rồi. Nó siêu bền rồi. Đấy. Độ bền nó siêu bền rồi. Con này nó là hàng đúc này. Nó nhìn thấy các bác này, hàng đúc này, nó dày như này cơ mà. Nó dày, nó đẹp như này cơ mà. Hàng đúc rồi. Này. Cả cái bát nhỏ này cũng thế này. Ui nhìn này, cái bát nhỏ nhìn sướng chưa? Nhìn đã mắt chưa? Cái bát nhỏ này, đây này. Đấy, ôi giời. Đấy, nhìn nó rất đẹp và chất lượng này. Nó đã cải tiến được cái bát này nha. Cái bộ này nó đã được cải tiến ở cái bát này này. Thông thường ấy nó tất cả các loại nó sẽ đều là bát dẹp, nhưng thằng này thì nó sẽ dày hơn một chút này. Mà hàng này hàng đúc này các bác này. Sướng chưa? Đấy, con này thì siêu bền rồi. Riêng con này nha, bộ này này, riêng cái bộ này này các bác dùng nó mà đúng là mướt mướt mùa không biết hỏng là gì cả. Đấy, đẹp luôn. Đây, quan trọng nhất vẫn là cái thằng củ này này, thằng bát này này. Phụ kiện của nó thì là dây lốc đi kèm này, dây lốc đi kèm là những cái phụ kiện ở chân này, chụp này, đấy giữ này. Còn thằng này nữa này, đây này. Đây là thằng này là thằng dẫn nước. Thằng này là cũng phải to. Các bác cắm vào đây. Nhìn đẹp chưa? Đây này, ở đây nữa, ở những tất cả những khớp nối này, này răng của nó này. Đấy. Nó đều có hệ thống răng hết rồi. Bộ này chất lượng hơn, thật sự. Bộ này em được đánh giá là chất lượng của nó ok. Rất đẹp luôn. Tất cả những sản phẩm này nhá, khi mà đi ra ngoài thị trường đã đều được test 100% rồi các bác nhá. Đã được test nước hết rồi, đảm bảo cho các bác. Con này thì nó có thể là đây. Con này có thể hạ được tối đa luôn. Ví dụ như là ở trong những cái khu vực mà gầm cầu thang này các bác này, hay là những khu vực mà chật hẹp này. Các bác có thể là rút lên rút xuống này. Này, các bác rút lên rút xuống này, được chưa? Rút lên rút xuống này, không lo là nước nó bị phòi ra đâu vì nó có cái hệ thống răng ở trong này rồi. Rồi, thấp này. Ví dụ như là ở khu nào mà nhà là ở gầm cầu thang ấy, hoặc là ở khu vực vị trí hẹp ấy. Cái này các bác xoay tròn được này, xoay tròn vị trí này được này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, ok chưa? Đường ống nước của nó to thì có nghĩa là cái độ thoát nước của nó lớn, nó mạnh. Bộ này thì những cái bộ mà em hiệu lên sóng này thì cam kết là các bác là nước là khỏe nhá. Cam kết các bác là nước là khỏe. Đấy. Ok, bây giờ em hiệu sẽ lên sóng. Bây giờ em hiệu sẽ
bày con này lên, xong rồi em sẽ quay cho các bác xem các bác nhá, để cho các bác hình dung ra được cái cây này nó khi mà nó lắp lên nó sẽ như nào nhá. Ok, bây giờ em sẽ lên sóng đây. Đây các bác ơi, vừa lắp xong cái bộ sân cây này đây nhá. Vừa em thấy nó vào một cái mẫu khác mà em bỏ mẫu ở cái cửa hàng này. Đây thì bộ đây là bộ lạch này các bác này. Đây là bộ lạch nhá các bác nhá. Đấy, em vừa lên sóng đấy, em vừa giới thiệu cho các bác đấy. Còn đây là bộ cân này, được chưa ạ? Còn đây là bộ lạch này, bộ lạch thì nhìn nó sẽ hầm hố hơn nhá. Nhìn nó gọi là nhìn nó to hơn, nhìn nó dày dặn hơn, nhìn nó cứng cáp hơn các bác nhá. Đấy. Còn bộ bên cạnh là bộ inox cân. Này. Em quay để cho các bác hình dung ra. Khi lắp lên nó như thế nào và có thể là với bộ khác thì nó sẽ như thế nào. Bộ này nhìn nó rất là hầm hố luôn. Đây, dưới cái bộ cân này. Đây, xin lỗi, bộ lạch này. Đẹp chưa? Ok các bác nha, bác làm có nhu cầu về sen cây thiết bị vệ sinh thì hãy cứ liên hệ với em Hiệu nhé. Số điện thoại của em Hiệu để phần mô tả bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.